Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến phần 2 của chuỗi bài và sách trực tiếp hàm số logarit và hàm số mũ. Thì trước khi bắt đầu video, bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình cũng như nhận thông báo về những video mới nhất nhé. thì nếu như bạn chưa xem phần 1 phần lý thuyết bạn hãy xem lại đây rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với phần 2 thì phần 2 bây giờ mình sẽ làm một số bài tập nữa bây giờ mình sẽ đến với một vài ví dụ để đến với ví dụ đầu tiên bây giờ thì bài toán đã xác định rõ ảnh là ảnh ảnh ít rồi tham số tham số a cho nên chúng ta không cần xác định nữa bây giờ tiếp tục ta sẽ xác định điều kiện của nó trước để giúp sao đây đó chính là chúng ta cần xác định điều kiện của nó đây điều kiện của nó thì điều kiện của nó khá là quan trọng bây giờ mình sẽ xác định điều kiện của nó chính là cái bên trong logarit nó phải dương tức là một cộng x phải dương đồng thời một cộng x cộng với lại a nó cũng phải dương để tương đương với lại hoặc là x lớn hơn trừ một và x lớn hơn trừ một trừ a thì bây giờ chúng ta không biết là đang phải chọn cái nào được chúng ta bắt buộc phải chọn một trong hai cái thì bây giờ để xác định nó rất là dễ mình sẽ làm như sau mình có ở đây 3 mũ x cộng với lại 3 mũ x cộng a nó sẽ bằng ln của x cộng 1 cộng trừ cho ln của một cộng x cộng với lại a thì bạn phải nhận xét cho mình đó chính là chúng ta không thể nào dùng được hàm đặc trưng ở đây nhìn nó cũng khá là giống giống dạng hàm đặc trưng đấy bây giờ mình sẽ tiếp tục nè thì bạn lưu ý cho mình cái vế này nó luôn, nó luôn dương nó luôn dương với mọi x thuộc r rồi cho nên bên đây nó cũng phải dương tức là cái này nó phải lớn hơn đây ln của x cộng một cũng phải lớn hơn ln của x cộng một cộng a tức là x cộng một nó phải lớn hơn x cộng một cộng a thì rút gọn đi a phải bé thành không và đấy trừ cho một cái số này trừ cho một số âm thì nó phải dương tức là cái dưới nó sẽ lớn hơn điều kiện này tương đương với lại x nó phải lớn hơn trừ một trừ a đây rất là quan trọng luôn thì cái điều mà chúng ta đưa ra điều này thì đây là một cái nhận xét rất là quan trọng rồi bây giờ mình sẽ chuyển về một vế để mình khảo sát hàm số chính là hàm gx chính là bằng 3 mũ x cộng 3 mũ x cộng a trừ ln của x cộng 1 Trừ cộng cho LN của 1 cộng x cộng với lại A Bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của nó Cộng phải x Bằng 3 mũ x LN3 3 3 mũ x cộng 3 x cộng A LN3 tiếp Trừ cho 1 x x cộng 1 Trừ cộng cho 1 chia x cộng 1 cộng A Như thế này Thì bạn nhận xét cho mình như sau Cái này nó đã dương Cái này nó cũng đã dương Bây giờ bạn sẽ quy đồng cho mình cái đằng sau Thì mình sẽ đưa ra kết luận là cái này trừ cái này nó cũng luôn dương luôn thì bạn có thể quy đồng lên và nhận xét cho mình thì cái này sau nó cũng luôn dương rồi cho nên là cái này luôn lớn hơn không thì đây là một hàm đồng biến trên R thì mình sẽ vẽ bằng cái thiên của nó vẽ như thế này bằng cái thiên của nó x g phải x ở đây là gx rồi thì x nó sẽ chạy được trừ một trừ cho a kẹo đường thẳng bỏ những cái phần bên đây đi hết luôn cho đến dương vô cùng như thế này còn nó luôn dương nó luôn đồng biến thì bạn có thể bấm máy cho mình được cái đạo ở đây là âm vô cùng bên đây là dương vô cùng nó sẽ là hàm đi lên như thế này thì mình nhìn thấy được một điều rất là quan trọng đó chính là do nó chạy từ dương vô cùng đến âm vô cùng thì cho dù đường thẳng y bằng không nó nằm ở đâu đi nữa thì phương trình này luôn luôn có nghiệm tức là thấy cái phương trình đường thẳng y bằng không ở đây đi nó luôn luôn có nghiệm vì cái này chạy từ dương vô cùng đến âm vô cùng rồi thì phương trình này có nghiệm phương trình luôn có nghiệm luôn có nghiệm với mọi a phải bé hơn không? không có nghĩa với mọi a bé hơn không Để tập giá trị của a chính là chạy từ trừ 99 cho đến số trừ 1 có lấy dấu bằng hai đầu Vậy thì mình nhận xét là có tổng cộng là 101 số a chạy từ trừ 1 cho đến trừ 99 thỏa mãn yêu cầu bài toán Đó như bạn thấy thì bài này một bài không khó tuy nhiên chúng ta sẽ dễ bị nhầm tưởng là chúng ta sẽ sử dụng hàm lượng trưng cho bài toán này tuy nhiên bạn không thể nào giải được theo cách hàm lượng trưng bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đến với bài tiếp theo thì bài này khá một bài rất là khó bởi vì chúng ta không thể nào biến đổi thế hàm đặc trưng cũng như chúng ta không thể nào đặt ẩn phụ được thì cho nên mình sẽ khảo sát hàm số mình chuyển vào một vé sau mình sẽ khảo sát trực tiếp hàm số thì trước hết như các bước làm bài bước 1 chúng ta phải xác định cái nào là ẩn cái nào là tham số lưu ý cho mình như sau thì thường người ta nghĩ đến ít là ẩn tuy nhiên ở đây người ta hỏi cũng như số nguyên ít thì chúng ta nghĩ ngay thì là ít sẽ là tham số rồi ẩn sẽ là ẩn y và ít là tham số thì ở đây x với y nó đang được ngược lại bên trò cho nhau thì nó sẽ làm cho người đọc khá là thấy khó chịu bởi vì thường x sẽ là ẩn thì bạn sẽ có điều kiện bước hai là điều kiện điều kiện đó chính là y phải lớn hơn chữ x bình và y phải lớn hơn chữ x bên trong logarit phải dương bây giờ mình phải không biết chọn cái nào đây chúng không thể nào giải bài mà có hai điều kiện như thế này được cho nên mình sẽ lấy cái trên mình trừ đi cái ở dưới chữ x bình trừ đi chữ x nghĩa là chữ x bình cộng với x bạn lưu ý cho mình như sau đó chính là bằng chữ x nhân cho x 1 mình sẽ lập được cái bảng biến thiên của nó đây là x và đây là chữ x bình cộng với x các hai nghiệm là 0 và 1 0 và 0 ở giữa là dương và ở đây là âm âm rồi lưu ý cho mình do x là một cái số nguyên cho nên giữa 0 với 1 thì nó không thể nào xảy ra cái x nào ở giữa khoảng này được bởi vì sao 0 với 1 là hai số nguyên liên tiếp rồi cho nên thì mình nhận xét là ở đây là âm nè ở đây là bằng 0 ở giữa đây là không có mình sẽ bỏ khoảng ở giữa đi đây cũng âm luôn vậy thì cái này luôn bé hơn nó bằng 0 nó luôn bé hơn nó bằng không với mọi x nguyên thì nếu là x thì đã nguyên rồi thì cái này luôn bé hơn bằng không thì tức là chữ x bình nó sẽ bé hơn hoặc bằng chữ x với mọi x nguyên cho nên mình sẽ lấy cái điều kiện lớn hơn thì kiện lớn hơn ở đây của nó chính là chữ x y sẽ lớn hơn chữ x rồi thì trong khi chúng ta đã đưa ra điều kiện thì bây giờ chúng ta mới có thể làm bài tiếp tục bây giờ mình sẽ khảo sát chuyển về một vế là mình khảo sát hàm số gi đây gi bằng cái gì chính là bằng log 4 của x bình cộng với lại y trừ cho log 3 của x cộng với lại y Đây, như thế này sau khi mình đã chuyển về một vế rồi thì rất là đơn giản mình sẽ, sẽ khảo sát hàm số này trên khoảng từ chữ x cho đến dương vô cùng rồi thì bạn lưu ý cho mình như sau rồi bây giờ thì mình sẽ tính đạo hàm của nó g phải y chính là bằng một chia cho do cái này là y là bậc nhất nè thì x bình thì đạo hàm nó là một cái số nên chúng bỏ đi luôn chính là y cộng với lại x bình là 4 trừ cho một chia y cộng x ln3 thì đến đây thì bạn có thể thử các cái số y và số x sao cho y phải lớn hơn chữ x vào đây bạn nhận xét cho mình được là cái này mình sẽ chứng minh được đây là một cái này luôn bé hơn không thì cái này mình sẽ để các bạn tự chứng minh các bạn lại thay một vài giá trị vào để bấm máy cũng được rồi thì mình nhận xét lại như vậy hoặc là bạn nhận xét cho mình là cái mẫu bên đây sẽ luôn lớn hơn cái mẫu bên đây cho nên cái phân thức này sẽ luôn nhỏ hơn cái phân thức này thì cái này mình sẽ để cho các bạn tự chứng minh rồi đây là một hàm nghịch biến rồi sau khi xác định nó là một hàm nghịch biến bây giờ mình sẽ vẽ bằng biến thiên của nó đây như thế này x g phải y ai à, mình nhầm đây là y g phải y và g y như thế này rồi g phải y rồi thì đây là một hàm nghịch biến mình chạy y từ chứa x cho đến dương vô cùng mình biến không là một đường thẳng mình bỏ đồ thẳng này đi, này đi. rồi Tại điểm chữ x như thế này thì nó ở dưới vô cùng bên đây là âm vô cùng thì bạn có thể dùng máy tính bạn bấm cho mình những cái khoảng này cũng được dùng mô cùng âm mô cùng có thể dùng máy tính tự bấm cho mình được rồi đi xuống thì nó kêu là có không quá 728 số tức là sao nghĩa là số đầu tiên sẽ là chữ x cộng với một chữ x cộng hai chữ x cộng ba cộng vân vân chữ x cộng, ba, chữ cộng, ba, chữ cộng ba, đúng, bảy hai tám nó phải nằm ở đây nó đã như thế này rồi thì đi ra đường thẳng y bằng không thì chắc chắn nó phải nằm phía bên trên thì nó mới dương được phải lớn hơn nè à. cái hàm g y là cái này phải lớn hơn bằng không này đây nó phải nằm phía bên trên rồi thì bây giờ cái điểm tiếp theo đó chính là chữ x cộng với lại bảy hai như thế này cái điểm này nó phải nằm ở phía bên dưới đường thẳng y bằng không thì như vậy khi đó nó mới có được có không quá 728 số được cho nên là gì mình sẽ đưa ra kết luận đó chính là g của chữ x cộng bảy hai nó phải bé hơn không không lấy dấu bằng đây nó phải bé hơn không Bây giờ mình chuyển thay vào bên trong thôi Mình sẽ thay vào bên trong Tức là gì? Log 4 Log 4 của cái gì? Mình thay vào x bình Y là bằng chữ x cộng bài 29 Sẽ bé hơn à, g, x, này phải bé không, nó sẽ bé hơn Log 3 của bài 29 Nên là chỗ này là số 6, mình nhập này số 6 Rồi giờ bây giờ mình sẽ lấy 4 mũ của hai vế đi cho được là x bình chữ x cộng 729 Nó sẽ bé hơn 4 mũ 6 thì đây là một cái bất phương trình bậc 2 thì vẫn phải bấm máy cho mình mình giải ra được là uh, x nằm trong khoảng là trừ 57,5 bé hơn x cho đến 58,5 mình đã rút gọn được điều kiện của x như thế này thì mình sẽ đưa kết luận là tổng cộng là đấy 58 nè trừ cho 57 cộng 1 là tổng cộng là 116 số nguyên thoải mái yêu cầu bài toán tổng cộng là 116 số nguyên Và mãn yêu cầu bài toán chạy từ trừ 57 trừ 56 trừ 55 cho đến 57 58 tổng cộng là 116 số nguyên rồi thì như các bạn thấy thì dạng bài này chủ yếu là chúng ta sẽ khảo sát hàm số cũng như chúng ta sẽ viết sẽ Xác định được cái tập nghiệm của nó là gồm những cái phần tử nào rồi sau đó cái phần tử tiếp theo phần tử nguyên tiếp theo sau phần tử cuối cùng của nó chính là cái điều kiện mà chúng ta phải quan tâm rồi cảm ơn các bạn đã xem đã thấy video mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký like và chia sẻ video cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé tạm biệt các bạn